เงี้ยวอ่ะไอ้เกิดโอ้ไอ้เงี้ยวล่ะกูว่าหนูเอาของกินมาดูคนในร้านดูไอ้คนจงน้องหนูคิดกันบ้าบ่บ้านห้างบ้าบ่เอาเอาเดินเอาเกิดได้ทาวาเฮ็ดเอาต่อยอังไปโอ้เฮ็ดทาวาเฮ็ดโอ้เกย่าเลยกูเออจอมตุ้ยย่าสั่งกันแล้วแล้วก็แบะมาเจ็ดเติมคนไปไป เดี๋ยวหมุนกันเนี่ย ôi một cân được nhiều thật nó đại khải đi không cần phải zin quá lên thì mình nhân tiền quá lên một cân thôi đây một cân bao tiền em 60 Hãy subscribe cho kênh Trieu để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
gì đấy? 12k. Sao ít? Báo. Mày có hết đồ mang nữa nên nhà ướp. Mấy cái này làm gia vị à? Ừ. Ôi, còn nhiều thế. Nhiều nữa. Cái này mình mới ăn nhỉ? Ừ. Ôi. Ôi dù, còn đúng vật dụng. Mới thích ăn. Lấy ít muối và ngâm cái này nhá. Này, muối. Lấy đổ ít xuống đây, xong mình ngâm. Được không? Nhiều thế. Em đi đâu? Này chắc ngon lắm nhỉ? Ừ. Rồi. Một miếng này. Ngon. Ngon. Mà đi rửa phát nữa cơ nhỉ. Để ớt nhau. Bất để hết cái này. Rồi xe đi.
ăn cái gì kia. Nè, ơi. Về à? Ở ăn cái gì ấy? Cho mà nói. Đi, ăn mà, đi nè. Bỏ túi ra. Hôm nay đi họp các cú nè. Ừ. Lấy tiền mang lại nhiều không? Được tí. Kìa, đang ra cái. Đi học cả buổi. Em sắp nghỉ hè chưa? Sao được nghỉ rồi? Sắp sao bố mẹ đi học xa phải không? Thôi. Ừ. Đi học sao lên lo muộn rồi nhỉ? Thank you.
về à? Này đi đón à? Con sẽ được về à? Gì vậy? Con biết cái gì à? Mày đi đón à? Em không được về à? Ừ. Mẹ đi rồi. Bà con mẹ đi đâu ấy? Mẹ đi làm rồi, bây giờ mẹ bỏ mình đi làm rồi. Giờ hai bố con mẹ khác ở nhà thôi. Không mà mẹ đi á? À? Mẹ đi rồi. Ừ, qua đi rồi. Đâu kia. Rồi nhỏ hết rồi. Bây giờ ba mẹ không ở nhà rồi, chắc ba không mang đi bán nữa nhỉ. Ba với em mang cái này đi cho con. Nó mình mang đi, mình mang cho nhà ăn rồi. Không mang đi bán nữa. Thank you.
biết hôm mà còn dậy đi đâu hôm nay. Sáng dậy gió thổi hết nhà. Rồi, các viên lập là...